Thưa quý vị, hôm nay tại Học viện Âm nhạc Huế, sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Phạm Duy đã được tổ chức. Ông là nhạc sĩ tài hoa với các sáng tác đa dạng cả về số lượng lẫn thể loại, trong đó có nhiều ca khúc thân thuộc với các thế hệ người Việt, có thể kể đến như là Tình Ca, Bà Mẹ Quê, Về Miền Trung, Chú Cuội, vân vân. Ngoài sáng tác và biểu diễn, nhạc sĩ Phạm Duy còn có nhiều công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam có giá trị. Và nhắc tới nhạc Phạm Duy là nhớ tới hơi thở của văn hóa dân tộc, trong cách cảm, cách nghĩ, trong hơi thở thanh âm của từng nhịp thức, hình tượng, giai điệu và ca từ. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới xa đời người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi tiếng ru mùa. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác từ năm 1953. Đây là một trong nhiều bài hát khai thác đề tài gần gũi của ông. Lời ru của mẹ, âm thanh dịu dàng vốn quen thuộc với những đứa trẻ đã trở thành chất liệu cho sáng tác của ông, thể hiện sự tự hào về truyền thống lịch sử, yêu quê hương đất nước. Giáo sư Eric Henry là một người yêu nhạc, dành nhiều thời gian nghiên cứu về nhạc Việt Nam, trong đó có những sáng tác của Phạm Duy. Tôi phải nói là tôi rất mê tân nhạc Việt Nam nói chung. Tôi yêu rất nhiều sản phẩm, rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam. Tôi thấy là không có một dòng nhạc phong phú hơn, đa dạng hơn dòng nhạc của Phạm Duy. Điều đặc biệt trong sáng tác của mình, nhạc sĩ Phạm Duy sử dụng nhiều và nhuần nhuyễn các chất liệu truyền thống như cổ tích, ca dao. Chú Cuội là bài hát kết hợp chất liệu dân gian với trữ tình hiện đại. Nhạc sĩ Phạm Duy không những là nhà sáng tác ca khúc mà cũng là nghiên cứu gia, vì ông đã sống trong hầu hết địa phương trong nước, cho nên ông đã có cơ hội đi sâu vào nhạc dân gian, nhạc truyền thống của mỗi miền. Nhạc sĩ Phạm Duy có hơn 1.000 ca khúc chia làm nhiều thể loại như tình ca, trường ca, dòng ca, đạo ca, thiền ca, tâm ca. Đề tài mà Phạm Duy chọn lựa luôn luôn nó đi sát với tình cảm của con người. Và Nguyễn Sa cũng nói rằng nhạc của ông là một viên kim cương, nó có nhiều mặt, và nhiều mặt đó chính là những gương mặt của con người mà Phạm Duy gặp. Truyền tải những điều bình dị và đẹp trong những sáng tác dân gian và tác phẩm của mình, nhạc sĩ Phạm Duy đã chứng minh được sức sống mạnh mẽ của chất liệu văn hóa dân tộc trong âm nhạc Việt Nam. Bồn ba khắp nơi, hạnh phúc nhất khi mà những năm cuối đời, nhạc sĩ Phạm Duy đã được trở về với quê hương và viết nhạc trên chính quê hương của mình. Để lại hơn 1.000 bài hát, gần một thế kỷ gắn bó tâm hồn với đời sống nhân dân, ông đã sáng tạo cả một thế giới âm nhạc độc đáo và phong phú, đậm tình yêu đất nước, giống nòi và dân tộc Việt Nam. Âm nhạc của ông sẽ còn sống mãi trong đời sống tinh thần của mọi tầng lớp người dân Việt.